các bạn đã quay trở lại với kênh bb Má bắp và phim ma bắp kể đầu tiên là bắp xin lỗi các bạn rất là nhiều bởi vì tuần vừa rồi đáng lẽ ra là có lịch đăng video nhưng mà tuần vừa rồi bắp bệnh các bạn bệnh không có nặng đâu cho nên các bạn không cần phải lo lắng à, nhưng mà có điều là bị cảm á, rồi cứ sổ mũi rồi ho thành ra là không có quay được cái, cái giọng nó rất là khàn ngày hôm nay thì giọng cũng đã đỡ rồi cho nên là bắp hy vọng là các bạn nghe âm thanh nó sẽ không có bị khó chịu và ngày hôm nay bắp sẽ mang đến với các bạn một câu chuyện có tựa đề là đừng gõ cửa hai lần nói về một căn nhà bị một bà phù thủy ám và nếu như mà có ai tới cái căn nhà đó gõ cửa hai lần là tới công chuyện liền và đây là bộ phim được sản xuất vào năm 2016. Và để có một trải nghiệm hoàn hảo nhất thì các bạn có thể xem trực tiếp nội dung của bộ phim này. Và chắc chắn là nội dung của bộ phim sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Vì vậy cho nên nếu mà các bạn không muốn biết trước nội dung phim, các bạn có thể tạm dừng video tại đây. À, ngày hôm nay thì Bắp cũng sẽ việc hóa tất cả tên của tất cả nhân vật ở trong phim luôn để cho các bạn tiện việc theo dõi nha. Và khi mà việc hóa tên như vậy thì chắc chắn là sẽ có một cái cô đó cô bị gọi tên đó là cô Hoa đó các bạn. Hoa là một người nữ nghệ sĩ điêu khắc rất thành công và nổi tiếng. Những cái bức tượng hình người mà chân ở ngoài các bạn nhưng mà bên hoa là hoa nổi tiếng tới mức độ là nhiều người mua với những cái tiền rất là cao thành ra hoa rất là giàu có không chỉ là một người nữ nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng mà hoa cũng là một người mẹ nữa tuy nhiên cái ảnh hào quang của hoa bây giờ là mình thấy là hoa rất là nổi tiếng rất là giàu có thôi phần lớn mọi người đều không biết được rằng hoa đã từng có một quá khứ rất là đau buồn là rất nhiều năm về trước Hoa lấy một người chồng mà hình như là người chồng đó có thành vi bạo lực gia đình nè và cũng có thể là chính người chồng đó đã dẫn dắt Hoa đi vào con đường nghiện ngập. Mà các bạn biết là cái nghiện đó nó rất là khó cai và nó ảnh hưởng tới tương lai và sức khỏe của một con người cực kỳ trầm trọng. Trong khoảng thời gian đó thì Hoa sinh ra một đứa con gái tên là Ly. Thì trong cái khoảng thời gian nuôi nấng con, đó, Hoa cũng không có cai được. Chắc chắn là cũng có cố gắng cai nghiện nhưng mà nó khó lắm các bạn. Thì trong những cái lần mà con gái nó cứ như vậy lớn lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuổi gì đó Thì Hoa cũng cố gắng vừa nuôi con, vừa cai nghiện, nhưng mà cai xong rồi quay lại, xong rồi cai xong rồi quay lại Thì trong những cái lần phê thuốc đó, có những lần, có những kỷ niệm cũng không có vui lắm với hai mẹ con Và sau đó khi mà cái cơn nghiện của hai càng ngày càng nặng á Thì những cái người mà giống như bên um, an sinh xã hội á những cái người mà bảo vệ quyền trẻ em á thấy là hoa không có khả năng nuôi cái đứa bé này rồi à, hoa làm sao mà nuôi được ly trong cái tình trạng nghiện ngập như vậy đã vậy lúc đó hoa đâu có công ăn việc làm gì đâu thế là họ đành mang ly đi và hoa thấy là giao ly cho những cái người đó chăm sóc sẽ tốt hơn là ở với lại hoa vì vậy hoa cũng đồng ý để cho họ dẫn ly đi chứ không có không có cãi cũng không có đòi ly lại bởi vì hoa nghĩ đó là điều tốt nhất cho ly rồi thế là những cái người đó mới mang Ly đi khỏi tay hoa và chăm sóc cho Ly ở trong một cái nơi gọi là trại tập trung á các bạn để chăm sóc những cái đứa trẻ mà không phải là họ mồ côi mà là gia đình của họ không có đủ khả năng nuôi nè hoặc là trong những cái trường hợp giống như là trường hợp của nhà hoa và Ly vậy đó thì đó là những cái sự việc đã xảy ra vào 9 năm trước à, thì sau này á, Hoa cai nghiện thành công nè Cũng đã thành công ly dị với người chồng cũ Có thể là do người chồng cũ á, Không có nói nhiều về người chồng cũ Nhưng mà bất nghĩ là như vậy Thành ra à, Hoa tập trung vào trong công việc hơn Hơn thế nữa Hoa gặp một người đàn ông khác Người này tên là Bình Và hai người cũng đã kết hôn với nhau Và quyết định là sẽ quay trở về Anh Quốc để ở Bởi vì nơi hiện tại mà Ly được giao để mà nuôi dưỡng là ở Anh Quốc Và họ đã chuyển tới Anh Quốc ở Với hy vọng là có thể nhận Ly về nhà họ và nuôi Tại vì lúc mà Ly được gửi đi là tầm khoảng chừng 6-7 tuổi Thì hiện tại Ly vẫn chưa có đủ 18 tuổi, vẫn ở dưới quyền giám hộ của những người đang chăm sóc cho Ly. Nhưng mà để mà sinh về, Bắp nghĩ là 16, 17 tuổi, nhưng mà để mà Hoa sinh cho Ly về ở thì bây giờ Ly nói lớn thì cũng không lớn, mà nhỏ thì cũng không nhỏ. Quan trọng là Ly phải chịu, thì mấy cái người ở trong trung tâm thì họ mới có thể giao Ly cho Hoa chăm sóc. Bởi vì bây giờ là Hoa có đủ điều kiện rồi, không có còn nghiện nữa, Hoa đã hoàn toàn sạch trong cơ thể rồi. À, và hoa bây giờ là có một cái mức lương rất là ổn định thậm chí bây giờ hoa và bình đã mua một cái căn nhà rất là phải nói không phải nhà nó biệt thự các bạn giàu lắm hoa đã giàu rồi bình còn giàu hơn nữa và hoa rất là tự lập hoa hùng tiền với bình để mà mua cái căn nhà căn cái biệt thự đó để ở hiện tại thì họ đang sửa sang cái căn biệt thự đồng thời thì cả hai người bình cũng rất là ủng hộ cho hoa luôn bình và hoa cũng đi tới cái trung tâm nuôi trẻ em đó và xin nhận ly trở về thì cái cô ở trong đó cũng mới đưa ly tới gặp hoa để mà nói chuyện thì trong lần đầu tiên gặp lại sau 9 năm xa cách á, Hoa rất là rung lúc mà Hoa ngồi nói chuyện với cái cô giám hộ của Ly á, Hoa rung mà cái kiểu như là hồi hộp á các bạn sau 9 năm thì không biết thái độ của con gái mình sẽ như thế nào, rồi nó sẽ nhìn mình như thế nào và cũng 9 năm ròng không có biết là nó lớn lên nó thay đổi như thế nào luôn, chỉ có nhìn qua hình ảnh thôi. Thì khi mà Ly mở cửa bước vô á, kiểu như là cảm xúc của người mẹ vỡ hòa các bạn. Nhưng mà Ly thì rất là giận Hoa. À, khi mà Lý bước vô thì cái cô kia để cho hai mẹ con có không gian nói chuyện riêng thì chỉ có Ly và Hoa ở trong phòng nói chuyện với nhau thôi. Khi mà hai mẹ con nói chuyện với nhau á thì Hoa có nói với Ly á là muốn Ly quay trở về nhà ở với Hoa và chồng hiện tại của Hoa. Ly trách Hoa là tại sao 9 năm trước là lúc tôi cần bà nhất mà bà không quan tâm tới tôi, bà gửi tôi đi chỗ khác. Bây giờ thì tôi lớn rồi tôi không cần bà nữa. Ly nói vậy xong rồi hả? Ly nói là Hoa đừng có tới tìm Ly nữa. Sau đó Ly đứng dậy rời đi. Tại vì hiện tại trong vòng 9 năm qua Ly đã thích nghi với cái cuộc sống hiện tại rồi. Với cái cuộc sống ở trong cái trung tâm đó rồi. Bao nhiêu sự nhớ thương nhung nhớ là đã dùng nén ở 9 năm về trước. Những cái giai đoạn khó khăn khi mà một đứa con nó đang trong cái giai đoạn lớn lên trưởng thành thì nó cần mẹ nó nhất thì cái giai đoạn đó nó lại bị gửi đi. Thành ra cái sự việc đó khiến cho nó có một cái lòng căm hận á. Tại vì Ly nó rất là hận hoa. Nó nói là cái lúc đó Tại sao không nuôi nó mà phải gửi nó đi Thì có thể là có những cái khó khăn nào đó Mà Ly trải qua mình không biết được Và mình cũng không có trách được là Ly lại giận Hoa như vậy Khi mà Ly đã từ chối quay trở về Thì cũng biết chịu thôi chứ biết sao giờ Hoa mới đành cùng với chồng của mình Là Bình quay trở về căn biệt thự của họ để ở Thì cái biệt thự rất to lắm các bạn Có phần nhà để ở riêng Rồi có một cái không gian riêng Để cho Hoa làm việc nữa à, Hoa sẽ điêu khắc ở trong đó Và ai mà đặt những cái bức tượng cần Hoa làm á Và yêu cầu như thế nào thì Hoa sẽ làm như thế đó và Hoa có một bà khách Một người bạn khách đó Đó là bà khách thì nghe hơi già Cái người đó tên là Trang Có đứa con trai mới đẻ nhỏ xí Dễ thương lắm các bạn ẩm trên tay Mà thằng bé đó bụ bẩm mặt nó cưng Mặt nó trắng dễ thương lắm Trang khi đó tới tìm Hoa để nhờ Hoa khắc cho Trang Một cái bức tượng của một người mẹ bồng con Và để khắc cái bức tượng đó Thì Trang phải đứng ẩm đứa con của mình Để mà tạo dáng làm kiểu á khi đó Hoa mới đứng nhìn và tạo theo tại ban đầu cái đó là một cái bức tượng từ đất sét thôi hoa sẽ nắng mắt mũi miệng rồi hình dáng như thế nào đó rồi sau đó là sẽ sửa tỉ mỉ từng chi tiết một trong cái lúc mà nắng á hôm đó hoa mới vừa rời khỏi trung tâm nuôi dưỡng á cho nên tâm trạng của hoa không có tốt cứ nắng xong rồi lại tháo ra nắng xong rồi tháo ra tại vì tâm trạng mình không tốt là mình làm cái gì cũng không được hết trơn á phải là tâm trạng không cần phải cực kỳ tốt mà phải là tâm trạng thoải mái chứ mà tâm trạng nó đã xấu rồi thì chớ tốt nhất là nghỉ ngơi để cho tâm trạng ổn định lại rồi làm tiếp chứ không là không có làm được cái gì trò trống gì hết á trong lúc đó thì trang cũng có biết cũng biết ờ à, hoa hôm nay sẽ đi gặp con cái của mình như thế nào trang cũng có khuyên hoa nói là thì mấy cái chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là được đâu tình mẫu tử cần nuôi dưỡng dần dần sau đó thì trang mới nhờ hoa ẩm giùm đứa con của mình trang đi nhà vệ sinh lúc mà ẩm cái đứa con á bà hoa bả kiểu đờ đẫn á các bạn cái dòng mà giống như là bả đã, từng nghiện rồi á bả không có xài mai thúy lại nhưng mà hiện tại thì thấy mặt bả cứ đờ đẫn á rồi người thì rất là gầy và hốc mắt thì trũng sâu nhìn bả đờ đẫn thấy mệt mỏi lắm kìa bả đứng ba ẩm cái đứa bé mà mặt với cứ vậy nè mà chưa xuất hiện mà thấy bả là bắp sợ rồi đó rồi đột nhiên trang xuất hiện từ phía sau của hoa trang mới trồng vào trong cổ của hoa một cái sợi dây chuyền có cái mặt giống như là hình con mắt á các bạn à, rồi sau đó Trang mới nói với Hoa là cái dây chuyền đó là cái dây chuyền gì á nhưng mà đại khái nó sẽ giúp gắn kết tình mẫu tử của Hoa và đứa con của mình và Trang hy vọng mới là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hoa và hy vọng là hai mẹ con có thể hàn gắn với nhau thì thấy Trang là một khách hàng cũng rất là tốt sau đó thì Bình nói với Hoa là ngày hôm đó sẽ phải giữ một buổi tiệc gì đó với Bình bởi vì cái buổi tiệc này nó rất là quan trọng và phải có Hoa đi cùng với Bình mà Bình nói với Hoa là mấy lần trước là tại vì Hoa cho nên mình Bình đã dời buổi hẹn này rất là nhiều lần rồi lần này không có dời được nữa thành ra là họ phải chuẩn bị đi liền thì khi đó Trang cũng biết vậy cho nên Trang ẩm đứa con đi về. Trang nói là thôi thì Hoa bận thì hẹn bữa khác Trang sẽ quay trở lại. Sau ngày hôm đó thì Hoa đi tiệc chung với Bình thôi nhưng mà tâm trạng vẫn không có vui một tí nào cả. Riêng về phần của Ly thì dĩ nhiên là Ly cũng thương cũng nhớ mẹ nhưng mà giận các bạn vẫn còn giận nhiều lắm. Và lại bây giờ là Ly cũng cảm thấy là mình độc lập rồi. Mình ở trong cái trung tâm nuôi dưỡng này mình cũng có rất là nhiều bạn bè. Đặc biệt là có một người bạn mà Ly rất là thân. Bạn này tên là Đan. À, không biết cái tay bạn đó bị cái gì mà bị gãy sao mà bó bột quá các bạn. Khi mà người ta bị bó bột á bạn bè hay đi tới viết ký tên lên trên cái bột đó để làm kỷ niệm á. À, lúc này Ly cũng có vẽ lên trên cái bột, cái 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 chỗ bó bột đó của bạn đang Vừa vẽ hai người vừa nói chuyện mà bữa đó là hai người đi dạo ngoài đường. À, và lúc đó là tối rồi, ngồi ở ngay chỗ cái công viên để mà vẽ lên trên cái bột đó. Trong lúc mà họ đang nói chuyện á thì nhìn qua bên kia đường là có mấy cái nhà, có mấy đứa trẻ các bạn nó nghịch nó chạy tới nhà của người ta nó gõ cửa xong rồi nó bỏ nó chạy thì giống như là ở Việt Nam mình ngày xưa á, mà ở trên thành phố á, mấy nhà kính cổng cao tường hay có mấy cái chuông á các bạn có mấy đứa nhỏ nó hay chơi cái trò mà nó chạy tới nó bấm chuông nó bấm chuông mà nó bấm nó bấm cho tới khi nào mà nó nghe tiếng từ có người từ trong nhà bay ra mở cửa thì nó mới bắt đầu nó chạy chứ nó không có kiểu là nó bấm xong rồi nó chạy đâu nha nó chơi vậy đó mà có nhiều nhẹ hả bị bấm chuông riết mà bực quạo luôn đó các bạn thì bóc nghĩ là bây giờ chắc bớt rồi tại vì bây giờ có camera chứ ngày xưa thì chưa chưa có, chưa có thịnh hành mấy cái camera mà an ninh ở trong nhà cho nên mấy đứa trẻ nó chơi nghịch vậy đó khi mà đang thấy mấy đứa trẻ này nó nghịch như vậy á đang mới cười đang mới nói với ly là cậu có nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ tụi mình hay chơi cái trò này không kiểu hồi nhỏ cũng chơi mức dài vậy trời à, ly mới cười sau đó thì đang mới dẫn ly đi tới một nơi đó là một cái căn nhà bị bỏ hoang mà xung quanh nhà đó là làm bằng gỗ rất là cũ nha các bạn nhà đã bỏ hoang mà nhìn ở ngoài vô là bằng gỗ mà gỗ mà màu xám xám á thổi thấy ghê lắm nhìn là thấy tà khí xung quanh đó rồi xung quanh nhà là không có cây cối gì hết á trọ trơ trọi vậy đó khi mà tới nơi á mặt ly là tái mét là các bạn ly mới nói với Đen á là hả tại sao lại dẫn tới tới đây cậu biết là tớ rất là ghét chỗ này mà đang mới trứng an ly đang nói là Ờ à, tớ xin lỗi nhưng mà tới đây để tới chứng minh một điều thôi nguyên nhân mà Ly rất là ghét chỗ đó là bởi vì hồi mà họ còn nhỏ lúc mà họ vừa mới tới trung tâm nuôi dưỡng ở khi đó thì Ly có hai người bạn rất là thân trong đó một người là Đen và có một người bạn nữa là bạn Nam thì lúc đó họ tầm khoảng chừng 7 tuổi mấy 8 tuổi và các bạn chơi thân với nhau lắm sau đó thì không hiểu nguyên nhân vì sao mà bạn Nam bị mất tích khi mà bị mất tích thì cái ngôi nhà đó rất là gần với nơi trung tâm mà họ ở khi mà bị mất tích họ lại nghi là cái bà già ở trong nhà đó bắt cóc Mà bà già trong nhà đó là bà Tám Bắp đặt tên là vậy thôi các bạn Không hiểu sao cái từ bà Tám nảy lên trong đầu bắp thôi Thì cái bà ở trong đó bà rất là già rồi Và bà cứ ở côi cúc có một mình bà thôi Mà bà cũng không có lo chuyện hàng xóm gì đâu Người ta chỉ đồn bà là phù thủy nè Kiểu như là trong xóm đồn nhiều chuyện á Các bạn nói là bà này ở mình rồi bà là phù thủy bắt cóc con nít bla bla các kiểu Thì mấy đứa trẻ này nó cũng nghịch Trước khi á, mà thằng Nam nó mất tích á, thì tụi này cũng hay chạy vòng vòng chơi rồi giỡn rồi chạy ngang nhà bà Tám gõ cửa rồi giỡn vậy đó Thì sau một khoảng thời gian á, thì tự nhiên Nam bị mất tích Thì khi mà Nam bị mất tích á Ly và Đan á, cả hai đứa nó đều nghi là bà Tám bắt cóc thằng Nam rồi có một cái ông cảnh sát, ông cảnh sát đó là ông cảnh sát trường Ông này ông rất là thân với lại cái trung tâm nuôi dưỡng đó Ông hay đi tới đó làm việc thiện nguyện lắm Kiểu như là dạy cho mấy đứa trẻ này học nè Rồi sau đó là chăm sóc rồi làm đồ ăn Nói chung là ông hay tới đó để giúp đỡ lắm Ông rất là thân với mấy đứa trẻ Và khi đó Ly và đang đã nói với cảnh sát là cái bà đó đó Nghi là bà bắt cóc thằng Nam đó Ờ à, không, không, phải bà là ai hết trơn á Thì ông cảnh sát ông cũng điều tra dữ lắm Nhưng mà sau thì cũng không có kết quả gì hết không có ai tìm ra nam cũng không biết là nam đi đâu bị mất tích bây giờ còn sống hay đã chết chỉ biết là không ai tìm ra nam tuy nhiên có một sự việc kinh khủng xảy ra sau đó không lâu sau khi nam mất tích á thì cái bài tám ở trong nhà đó cũng lấy dao các bạn cứ cổ chết tự tử chết trong căn nhà đó luôn thì sau này mới giấy lên một cái lời đồn khác nữa là bà đó là phù thủy và chết trong cái căn nhà đó thì bây giờ cái nhà đó bị ám luôn thành ra nếu như mà ai tới cái căn nhà đó gõ cửa thì sẽ bị bả ám bị quỷ ám người ta đồn rằng tiếng gõ cửa lần thứ nhất sẽ đánh thức bà ta dậy tiếng gõ cửa lần thứ hai bà ta sẽ nghe thấy đi theo và tìm tới tận nhà của bạn và sau đó là sẽ bắt cóc bạn đem theo đó là lời đồn mà sau khi bà ta mất đi những đứa trẻ mới lan truyền cho nhau cho nên không ai dám tới nhà đó để phá gõ cửa hết à, tuy nhiên đang thì không tin hai người đang nói chuyện thì ly muốn đi thì tự nhiên trong cái căn nhà các bạn cái cửa thì giống như là có hai cái cánh cửa một cái cửa trong và một cái cửa gỗ ở ngoài bảo vệ lại đó thì tự nhiên cái cửa gỗ ở ngoài á nó nó kêu nó kêu có két xong mà nó mở toan ra chứ là nó mời gọi là mày tới mày gõ cửa đi mày tới mày gõ cửa đi đó, giống vậy đó thì tự nhiên đang tính đi rồi cái đang mới quay qua nhìn ly đang nói là không phải đâu cái này không có đây là chỉ là lời đồn thôi làm gì có chuyện ma quỷ à, cậu không tin thì tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy thế là đang đi tới đang gõ cửa vô trong cái nhà đó nó có cái cái nấm cửa để mình bập bập như là các bạn mình gõ cửa đang mới tới rồi đang lấy cái núm đó đang bụp bụp lần thứ nhất xong rồi đang quay qua nhìn ly kêu là ly muốn thử không lúc này thì bóc không hiểu là bà ly bà nghĩ cái gì ban đầu là bà sợ mà nhưng mà tự nhiên tới đây bà không sợ nữa các bạn bà bước tới cái cửa đó và cầm lấy cái núm cửa gõ bụp bụp lần thứ nhì tự nhiên cái tiếng gõ cửa nó vang 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 vọng sau đó thì hai người mới bước ra ngoài một góc và đứng từ xa nhìn vào trong cái căn nhà đó thấp tháng ở bên cái cửa sổ của cái căn nhà bỏ hoang á Hình như vẫn còn bóng dáng của bà Tám đứng ở trong đó nhìn ra Mà bị tối quá Mình không thấy được nhưng mà có cảm giác là có người từ ở trong đó đứng nhìn chăm 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 về phía của họ Quay 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 lại một hồi thì bà Ly bà không thấy ông đang ở đâu hết Ly mới la lên Ly kêu là Đang ơi, đang ơi cậu ở đâu rồi xanh các bạn sợ xanh mặt mày luôn hồi xưa hả nam mất tích cũng giống vậy mà thế làm mới chạy vòng vòng đi tìm khi mà ly đi tới ngay chỗ cái gốc cây á từ đằng sau lưng của ly đang sọc tới hù ly ly quay qua chửi quá trời kêu trời gì mất dạy gì trời đang cười đang đang kêu là giỡn thôi mà làm gì căng trời ơi có gì đâu cái này trò chơi nó đồn đại nhau thôi mấy cái trò hù cũng nít đó làm gì có mấy cái chuyện đó làm gì có chuyện gì có, phù thủy bắt cóc anh thịt người tạo lao quá à. thôi đừng tin mấy chuyện đó sau đó thì họ về nhà vậy thôi các các bạn chơi ngu vậy đó chi gì chi chi ngu lấy tiếng sau khi mà đi về nhà để mà ở đi về phòng ngủ để mà nghỉ ngơi á lúc đó đang đang nằm ở trên cái ghế thì tự nhiên đang nghe thấy ở phía bên ngoài á có tiếng bước chân rồi có tiếng gõ cửa cốc cốc đang mới đứng dậy mà nghe cái âm thanh á nó rùng rợn nó ma mị lắm các bạn rồi đang cũng có cảm giác sợ hãi đang từ từ bước về phía cánh cửa và nhìn ra cái ống giòm á Cái gọi là gì? Mắt mèo hay sao á Nhìn vai trong cái con mắt đó Khi đó ở ngoài hành lang cũng có hai cái dãy toàn là phòng không à Thì cái chỗ mà đang đang đứng nhìn á là xuyên suốt qua một cái dãy hành lang luôn Đèn á tự nhiên nó tắt bụp 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 Rồi ở cuối dãy hành lang thì còn đúng duy nhất một cái đèn Ở ngay cuối dãy hành lang đó đang nhìn thấy bóng dáng của một thực thể lạ đó không phải là bóng của con người mà nó ốm to muốn teo và các bạn mà cái tướng nó đứng y như là nét thấp mô đồ luôn á nó đứng mà hai cái tay nó quặp lại như này nó đứng nó tạo kiểu các bạn nó tạo dáng nó chụp hình nó đứng mà mình nhìn thấy giống như là hai cái chân của nó khép lại chéo vào nhau á rồi hai cái tay của nó là cứ vậy nè để mới đầu để dày xong cái từ được gian 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 rộng ra tự nhiên từ trong góc phòng có tiếng nói của một bà già vọng ra kêu là nó đang đến đó chạy đi chạy đi nó no, đến đó Cứ phá ra từ ngay chỗ cái góc của cái căn phòng á các bạn Sau đó lại phát ra tiếng chuông khiến cho đang hết hồn luôn các bạn Quay qua quay lại nhìn vô trong góc thì đèn bực sáng lại thì không thấy ai hết trơn, không có gì hết trơn á Cái điều khiến cho đang hết hồn đó, đó là cái máy tính đang đang mở có người gọi tới gọi qua Facebook á các bạn gọi FaceTime á người gọi cho đang chính là Ly lúc mà đang bấm để mà hai người nói chuyện với nhau á À, thấy mặt nhau rồi á thì Ly mới nói với Đan là đợi đợi chút hình như có ai gõ cửa. Sau đó thì Ly mới vội vã đứng dậy và rời khỏi màn hình. Lúc mà Ly rời khỏi màn hình á ở đây á đang vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trong màn hình thôi các bạn. Từ đằng sau lưng của Đan á, cái cửa tự nhiên nó mở tung ra rồi có một thế lực vô hình nào đó nắm lấy Đan và kéo kéo mãi 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 mãi, mãi kéo đi hút mất dần ra đằng sau cánh cửa luôn nhưng mà cái cửa nó vẫn không đóng lại nha các bạn nó vẫn mở tắt quát vậy đó khi mà ly quay trở lại màn hình đó ly mới nói là ờ có ai gõ cửa ly tưởng đâu có người nhưng mà không có ai hết thì khi đó ly nhìn vô trong màn hình ly lại không thấy đang đó trơn á nhưng mà cái cửa phòng nó lại mở đằng sau cái cửa đó lại là một cái dãy á sâu hun hút rồi các bạn bóng tối ngập tràn ly cứ nhìn chằm chằm vô trong cái màn hình đó rồi ly mới kêu là Đan Đan ơi cậu đi đâu rồi tự nhiên ụp lên trên cái màn hình đó là, là quy một cái mặt đen thui tối thui à các bạn tại vì cái mặt ụp xác quá thành ra nguyên một cái mảng tối lên trên cái khuôn mặt luôn nhưng mà đặc biệt là cái miệng nó đang hè ra răng thì thấy rất là rõ và ở trong hàm răng là đầy là máu nhiễu nhão máu thấy ghê lắm khi này ly mới giật mình hoảng hốt la lên quá trời luôn qua ngày hôm sau ly cũng cố gắng tìm đan nhưng mà giống như là đang bốc hơi vào trong không khí á các bạn bình thường là đang trả lời tin nhắn của ly rất là nhanh đằng này ly nhắn tin gọi điện quá trời mà cũng không bắt máy thì qua vài ngày sau không tìm được Đan luôn bữa ngày hôm đó uh, ly đang ở trong một cái căn phòng hình như là cái phòng đó để cho mấy cái học sinh ngồi chơi với nhau nói chuyện với nhau đó. phòng uống nước phòng nghỉ ngơi gì hay sao á ở trong đó thì bác thấy có mấy cái lọ vi sóng nè uh, có cái chỗ rửa tay rồi có bàn uống nước có bàn ngồi nói chuyện với nhau lúc đó có mấy người học sinh cũng đang ngồi nói chuyện với nhau ở đó rồi á, Ly á, thì đang đứng ở ngay chỗ cái bồn rửa tay á, Ly cũng đang cố gắng gọi điện cho Đan vào trong lúc đó thì tự nhiên á, thấy cái nhóm bạn kia đứng dậy và bước ra bên ngoài nhưng mà lúc này thì ly đang nói chuyện điện thoại đang cố gắng gọi điện cho đan cho nên ly không có để ý thì trong phòng khi này còn có một mình ly à tự nhiên á, ly bóc máy lần này gọi cho đan thì lại có tiếng đan trả lời nhưng mà không phải là không phải là đan giống như là tiếng của đan nói là chạy đi chạy ngay đi chạy đi thì sống ngay lúc đó tự nhiên có tiếng gõ cửa phòng gõ Ly đứng dậy bước ra bên ngoài mở cửa ra Thì ngoài là thầy giáo thôi các bạn Ông thầy ông nói là lát nữa sẽ có cô lao công tới dọn cái phòng này Cho nên kêu mọi người đi ra bên ngoài Ly mới nói là dạ để em vô lấy cái điện thoại rồi em rời đi Tại vì hồi nãy lúc mà nghe thấy tiếng gõ cửa Ly để cái điện thoại ở ngay chỗ cái chỗ rửa tay ấy các bạn Cho nên á, Ly nói với thầy là để em chạy vô lấy điện thoại rồi em chạy ra liền thì khi mà Ly đóng cửa lại và chạy vô lấy điện thoại á Tự nhiên cái đèn ở trong phòng tắt cái bực mọi ánh sáng tối thui mặc dù là không có ánh đèn nhưng mà vẫn có cái màu gì đó đỏ đỏ các bạn giống như là bóng đèn màu đỏ nó sáng lờ mờ ở trong phòng đó mà nó đặc biệt sáng ở ngay chỗ cái chỗ rửa tay á không ai đụng vô cái giò nước hết mà cái giò nước đó tự mở nước ở trong chảy ra mà nước chảy ra là màu máu chứ không phải là màu bình thường nó chảy ra nguyên một bồn nước luôn mà toàn máu là máu thấy ghê lắm sau đó thì từ ở trong nước đó trồi ra hai bàn tay ốm nhôm ốm nhách là mệt ngón tay dài thằng lòn sau đó là trồi ra nguyên hai cái cánh tay luôn giống như là có người từ ở trong cái dụng nước đó muốn chui tọt ra bên ngoài á ly sợ quá ly la lên la lên là à, cứu tôi giới cứu tôi giới ly bội vội vã chạy ra ngoài cửa mở cửa ra nhưng mà cửa bị khóa rồi không có ra được làm sao mà ra được bà vừa đập cửa bà vừa nhìn lại chỗ kia ly thấy thực thể kỳ lạ đó từ từ bò ra bên ngoài ly sợ hãi la lên thì từ bên ngoài có người mở cửa cái ông thầy hồi nãy tới mở cửa các bạn lúc mà mở cửa chạy ra được bên ngoài đấy mặt ly tái nhợt chắc không còn một giọt máu luôn sợ hãi nhìn vô trong cái căn phòng đó thì bây giờ nhìn vô cái phòng đâu có gì đâu bình thường không có gì hết trơn á Mọi người cũng thấy ủa sao cái con này nó kỳ vậy Nó kỳ lạ vậy Là bà Ly bà biết rồi Như vậy là lời đồn kia là có thật Mấy bữa nay chắc chắn là Đăng đang cố gắng cảnh báo cho Ly Và bây giờ cái thứ đó nó đang tiến tới Và nó muốn lấy mạng của Ly Bây giờ hả uh, Ly cảm thấy là mình không có an toàn Mình không có an toàn ở trong cái cái chỗ nuôi dưỡng đó Mà mình đâu có nói cái chuyện này cho ai biết được đâu Mình nói ra người ta nói mình khùng mình điên á Thế là Ly liền nghĩ tới một cái giải pháp khác đó các bạn thì khi mà bị dồn vào trong bước đường cùng rồi, Ly mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một chỗ dựa. Một người mẹ mà Ly có thể tìm về. Thế là trong đêm ngày hôm đó, Ly đã rời khỏi trại nuôi dưỡng trốn đi các bạn. Nói chung là ban ngày thì vẫn có thể tự do đi lại, không ai kiểm soát hết. Tối thì quay về trung tâm ở để trình diện thôi, nhưng mà tối đó Ly không về. Ly biết địa chỉ của mẹ mình ở đâu mà, thế là Ly mới đi tới đó. Nửa đêm gõ cửa, ở trong nhà hai vợ chồng Bình và Hoa đang nằm ngủ, nửa đêm nghe thấy tiếng cốc cốc gõ cửa mà hai vợ chồng ở đây không quen ai hết á ban ngày thì có khách hàng tới gặp hoa thì là gặp ban ngày thôi chứ ban đêm họ đâu có tới làm gì thành ra họ sợ là có trộm à, khi đó bình thấy ghê lắm các bạn hai hai vợ chồng thì đi xuống nhưng mà bình nói với hoa là đứng nép nép vô sâu đi rồi bình á ổng đi tím đồ tự vệ mà các bạn biết ổng tím gì không không lấy cái chiếc giày, mà không biết ông lấy chiếc giày rắm tự dễ được cái quỷ gì nữa. Nhưng mà vẫn cầm chiếc giày và sau đó từ từ tiến tới mở cửa ra thì mở cửa ra hai người mới hết hồn thấy Ly đứng trước cửa chứ đâu có ai đâu. Thế là hai vợ chồng mới kêu Ly vào trong nhà. À Bình cũng hiểu chuyện mình nói là thôi, thì ngày hôm nay em tới rồi em dọn phòng để cho con nó ngủ đi. Rồi sau đó thì Bình đi lên phòng, cô không có nói gì nhiều hết. Khi này Hoa mới dẫn Ly đi lên một cái căn phòng. Hoa thì rất là vui khi mà thấy Ly tới nhà của mình, Hoa còn vui mừng hớn hở nói với Ly là hả? phòng này á là con muốn sơn màu gì cũng được chú với lại mẹ đã bàn với nhau rồi nếu mà con thích màu gì thì chú và mẹ sẽ sơn màu đó cho con và trước đó thì hoa cũng đã gọi điện cho bên trung tâm để cho họ đỡ lo các bạn nói là tối nay á ly sẽ ở nhà của hoa thì họ cũng đồng ý cho nên họ nói là ly có thể ở một vài ngày à, sau khi mà dọn đồ xong xuôi rồi hai mẹ con nói chuyện với nhau một vài ba câu thôi đại khái là ly cũng có hỏi hoa là dạo này sống sao Hoa trả lời là mọi chuyện sau này thì dần dần tốt hơn, bây giờ công việc cũng thuận lợi. Ly mới hỏi mẹ là bộ bà trúng số hay sao mà bà mua cái căn biệt thự gì to vậy? Hoa mới nói là à, cũng, cũng không hẳn là trúng số nhưng mà đôi lúc bà cũng cảm thấy là giống vậy á. Hoa cũng có nói là khoảng thời gian gần đây rất là tốt, mọi thứ đối với Hoa rất là tốt, chỉ có một điều là chưa có hoàn thiện á là Ly mà thôi bởi vì Hoa luôn luôn nhớ thương con mình và muốn con mình quay trở về ở. Ly mới nói với Hoa là Hoa đừng nghĩ gì nhiều hết, tôi tới đây ở vài ba ngày rồi tôi sẽ rời đi thôi chứ không phải là thay đổi suy nghĩ rồi muốn ở lại đây luôn đâu. Hai mẹ con cũng cười rồi xả giao với nhau thôi các bạn. À, sau đó thì Hoa mới nói với Ly là thôi con nằm nghỉ đi, à, mẹ đi về phòng mẹ ngủ đây, rồi phòng của mẹ với chú ở bên kia ở bên hành lang có gì thì con cứ gọi khi mà đi ra bên ngoài á ly còn nhìn hoa nói với hoa là để cửa đó đi khi đó hoa quay lại nhìn ly mỉm cười và nói rằng mẹ rất vui vì con đã ở đây sau đó thì hoa quay trở về phòng và nằm ngủ à, tới ngày hôm sau ngày hôm sau thì hai vợ chồng bình và hoa có cãi lộn một xí không phải là cãi lộn về chuyện của ly đâu bởi vì bình rất là hiểu chuyện và bình rất là ủng hộ cái việc mà hoa muốn nhận ly về nuôi dưỡng lại á sáng sớm là ly không có tương tác gì với gia đình hết á cứ đi vòng vòng dạo ở đằng trước cửa ở đằng trước cái căn biệt thự của họ là có nguyên một cái con giống như là con hưu với các bạn một cái bức tượng con hưu to lắm rồi có nguyên một cái ghế rồi ngồi ở đó nhìn cái bức tượng đó đó khi mà nhìn ra ngoài thấy con bé nó không nói chuyện với mẹ bình cũng an ủi bình mới nói chứ hai mẹ con cũng cần có thời gian chứ không phải là một sớm một chiều mọi vấn đề có thể giải quyết được thì an ủi là vậy thôi nhưng mà ngày hôm đó bình nói với hoa là buổi tối bình phải đi công việc kiểu như đi công tác xa khoảng chừng mấy ngày mới quay trở về hoa giận hoa nói là anh đã hứa là không đi nữa rồi mà tại sao bây giờ lại đi? À, đã nói với nhau là cái lần trước là lần cuối cùng tại sao bây giờ lại đi nữa? Thế là Bình mới nói là cái này là cái công việc rất là quan trọng không thể nào không đi, phải có Bình ở đó mới được không có Bình là không được. Thành ra là cũng năn nỉ ấy, các bạn xuống nước năn nỉ thì chịu cho đi đó nhưng mà giận, giận hờn ra mặt vậy đó. Tới cử ăn chiều á, Hoa mới dọn đồ ăn ra, bữa đó là Hoa nấu một cái món súp uh, súp bí ngô á, bí bí ngô bằng nghiền nát nhìn giống như là cái tô cháo âm bé vậy đó các bạn. Hoa mới đem ra đưa cho Ly đặt ở trên bàn rồi cho Ly ăn. Sau đó thì Hoa cũng chuẩn bị một tô súp cho Bình. Lúc mà đem tới cho Bình á là quăng dặn mặt các bạn, đặt cái tô súp xuống một cái rầm, sau đó lấy cái muỗng quăng quăng lên trên bàn cho Bình, kiểu đang giận á. Nhưng mà Bình cũng bình thường cũng cười cười vui vẻ lắm, cũng hỏi chuyện là ờ hôm qua ngủ sao hỏi Ly á là hôm qua ngủ sao có ngon không rồi mọi thứ như thế nào á. Ly cũng trả lời wow la thôi Vừa nói chuyện mà Ly cũng không có ăn nữa Các bạn cầm cái muỗng múc cái súp á Múc lên xong thả xuống Múc lên xong thả xuống Vừa nói chuyện vừa múc lên thả xuống Sau đó thì Ly mới nhìn bình á Ly mới nói là uh, Chú chú cảm thấy như thế nào khi mà mẹ con xài tiền của chú Kiểu như là trong suy nghĩ của ly á, là mẹ của ly rất là nghèo á, và quen ông này là vì tiền thôi chứ không có là gì hết trơn á. thấy ông giàu có vậy chắc là cái này ông mua hết trơn á rồi hả à, mẹ bà hoa thì bà chắc ăn bám ông này kiểu trong đầu suy nghĩ của ly là vậy hỏi thẳng hoặc quạch tẹt luôn các bạn thế là bình mới nói thẳng luôn bình nói là à, không đâu mẹ của con là một người phụ nữ rất là kiên cường à, rất là mạnh mẽ và rất là độc lập luôn không phải là một mình chú mua căn biệt thự này đâu mà chú và mẹ con cùng mua với nhau đó khi mà nghe tới cái câu là hai người cùng mua với nhau là Ly kiểu cái sắc mặt thay đổi á, các bạn kiểu bất ngờ á, không ngờ là bà cũng giỏi như vậy á. Bình mới nói với Ly là những cái điêu khắc, những cái tượng mà Hoa làm ra được rất là nhiều người yêu mến và họ mua lại với giá rất là cao. Thành ra Hoa cũng làm rất là nhiều tiền. Trong lúc mà nói chuyện như vậy á thì Ly vẫn cứ tiếp tục dọc cái tô súp của mình. Đó. Chứ không ăn các bạn, cứ lấy cái muỗng múc lên thả xuống, lấy muỗng múc lên thả xuống. Thì đang mới lấy cái muỗng múc lên á, tự nhiên thấy cái súp nó đổi màu ban đầu cái súp biến ngô các bạn biết nó có cái màu cam cam vàng vàng ấy mà ở đâu tự nhiên lại có lẫn cái màu đỏ ở trong đó khi mà múc lên á là có một cái màu đỏ nó thấy nó lạ lạ nó kỳ kỳ rồi thế là đang cái trớn mà các bạn ly mới thả cái muỗng xuống xong lại múc cái muỗng súp lên lại thì thấy ở trong cái muỗng súp mới vừa múc lên nó có nguyên một cái răng ở trong khi đó ly mới hoảng sợ hất nguyên một cái tô súp rớt xuống luôn thì hai người kia mới nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra lúc mà hất cái tô súp đổ xuống á thì cái tô súp đó bình thường thôi Linh mới khoảng hồn chạy lên trên phòng của mình không nói không năng một câu nào hết trơn á khi đó thì hoa phải dọn lúc mà hoa dọn thì bình cũng có an ủi bình nói là không sao cho đâu em tại vì trong súp đó nó có cần tay á các bạn bình à, mới nói là ờ ừ, chắc là nó không thích chắc có cần tay đâu chắc vậy á sau khi hoa đã dọn dịp xong rồi mặc dù có giận bình đó nhưng mà vẫn phải ra đứng trước cửa để mà tiễn chồng mình đi đi công tác xa khi mà bình đi rồi á, thì trong nhà chỉ có một mình hoa và ly ở thôi tới tối ngày hôm đó hoa ngủ một mình các bạn thì đang là thiêu thiêu ngủ á tự nhiên hoa thấy tiếng khóc tiếng một người phụ nữ khóc thúc tha thút thích phát ra từ dưới ở dưới tầng một á thế là hoa mới lần thấy cái tiếng khóc đó đi tới thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa bà ta đang quay lưng về phía của Hoa, bựng một cái bộ cái đầm màu đen và kính hết người luôn. Tóc thì được búi, búi củ tỏi ở dưới đây nè các bạn. Rồi cái dáng người thì ngồi cứ giống như là đang khom người như này nè, khóc nhưng mà cái lưng thì quay về hướng của Hoa. Cái Hoa mới hỏi là bà 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 là ai vậy? Cái người phụ nữ kia từ từ quay lại, bà ta rất là già rồi, tầm khoảng chừng 7-80 tuổi á, gương mặt thì buồn lắm khắc khoải, rồi khóc khóc luôn <laughs> sau đó thì nhìn hoa và nói một cái từ mà không có không có nghĩa cái từ đó là gì prep pa gì á các bạn mà không có nghe ra là bà nói cái gì rồi sau khi mà bà nói cái từ đó bà trên tay của bà có một con dao bà cầm lên rồi bà cứ ngang cổ của bà khi mà bà cứ ngang cổ máu bóc nó bắt đầu nó phụt phụt ra bà ngã xuống lúc mà bà ngã xuống á cái xác của bà từ cơ thể vừa mới chết bình thường bắt đầu nó phân hủy giống như là nó qua những cái giai đoạn phân hủy cực nhanh luôn á chỉ còn lại một cái xác teo tóp và nằm khô quéo lại ở ngay trước cửa lúc đó hoa mới la lên giật mình thức dậy thì ra là nằm mơ thôi lúc mà giật mình thức dậy hoa nhìn qua bên đây tự nhiên thấy có người đứng trên hình ở đây là các bạn ngay bên giường của hoa luôn hoa mới giật mình bật dậy la lên thì có người bật đèn Ly, bà Ly bên đứng đó Ly nói là nghe thấy có tiếng của Hoa ngủ gọi mớ mớ á. Cho nên Ly chạy qua coi như thế nào Thì Hoa nói là không sao hết Lần đầu tiên cữ, tự nhiên từ bữa nay gặp ác mộng thôi Nhưng mà nhưng mà không sao Ly cũng có hỏi là Hoa thấy cái gì á Thì uh, bà Hoa bà cũng tả lại cho Ly nghe Là uh, mẹ thấy có người phụ nữ tóc đỏ Rồi búi tóc bận đồ đen Sau đó là cắt cổ chết mà không biết là tại sao lại như vậy Mà chắc là ban ngày mệt mỏi cho nên ban đêm nằm mơ thấy mộng mị vậy thôi chứ chắc là không có gì đâu Sau khi Ly nghe Hoa kể về giấc mơ của Hoa thì Ly mới ngồi xuống và tâm sự với Hoa Ly nói là hả à, Ngày xưa ở gần trung tâm nuôi dưỡng có căn nhà của một cái bà đó bà tên là bà Tám Bà có một mái tóc vừa đỏ vừa bẩn Mọi người đồn bả là phù thủy rồi sau đó Ly cũng kể là những cái sự việc, những cái lời đồn thổi. Ly mới kể với Hoa, Ly và Đăng, một người bạn của Ly đã tới đó gõ cửa hai lần. Hiện tại thì bạn của Ly đã bị mất tích rồi. Ly sợ là sắp tới Ly cũng sẽ bị mất tích. Bà ta sẽ tới và bắt Ly đi. Ly nói với Hoa là đừng để bà ta bắt tôi đi. Hoa khi này dĩ nhiên là không có tin vô mấy cái chuyện ma quỷ. Chắc nghĩ là con bé nó nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng mà Hoa vẫn an ủi. Hoa nói với con bé đó là hả? Con an toàn rồi, không sao đâu con ở đây đi. Ừ, rồi tối ngày hôm đó thì hai mẹ con ngủ chung luôn các bạn tới sáng sớm á hoa giật mình thức dậy là hoa dậy sớm lắm hoa cứ nằm đó ngắm nhìn con của mình ngủ khi mà ly trở mình thức dậy á hoa mới giả bộ là nhắm mắt lại giả bộ là mình còn đang ngủ á khi mà ly dậy á bà hoa ba còn giả bộ nói chứ à, mẹ nghĩ là hai mẹ con mình ngủ quên á tại vì lúc đó cũng trễ cũng trưa trưa rồi thì có người gõ cửa ở dưới hai mẹ con mới chạy xuống coi là ai lúc mà chạy xuống á ly cũng có đứng nấp qua một bên chứ không có muốn là ra coi là bạn hay là khách hàng gì của mẹ mình là như thế nào hoa mới đi ra khi mà ra mở cửa người gõ cửa chính là trang á các bạn trang ẩm theo con của mình để tiếp tục tới làm cái bức tượng điêu khắc á khi mà thấy trang á hoa mới nói là thôi chết hoa quên mất là hôm nay có hẹn với trang kêu là thôi thì trang cứ chạy qua cái phòng làm việc trước đi rồi sau đó thì hoa sẽ đi qua sau khi đó trang mới ẩm đứa con của mình rồi chạy qua bên cái phòng làm việc ở ngay cái chỗ cái phòng điêu khắc á để mà đứng làm mẫu lúc mà đi qua cái phòng điêu khắc thì hoa cũng có kêu ly đi qua cùng hoa đi qua cái phòng điêu khắc trước nói chuyện với trang ngày hôm nay thấy thần sắc của hoa là vui vẻ hớn hở khác hẳn với ngày hôm bữa các bạn mà trang với hoa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ cho đến khi ly bước vào lúc mà ly bước vô bên trong đó là tự nhiên trang thay đổi sắc mặt liền kiểu như là tỏ ra sợ hãi á, bắt đầu dọn đồ đạc ẩm đứa con rời đi ngay tức khắc chứ không có đứng ở đó hoa cũng thấy lạ hoa nói là ủa sao vậy mình chưa có làm gì hết mà à, trang nói là thôi trang bận việc rồi trang phải về thôi mà lúc mà nói như vậy hả cứ nhìn ly mà cái mặt sợ hãi lắm nói là thôi bữa bữa sau đi uh, hay là bữa khác đi chứ ngày hôm nay là không có được hoa khi này thấy trang thấy cũng kỳ kỳ rồi hoa mới vội vã chạy theo hỏi cho bằng được mà hỏi là mà mà cậu làm sao vậy phải là như thế nào chứ rõ ràng là bình thường cậu đâu có như vậy đâu trang mới nói với hoa là thực ra là con của cậu có vấn đề đó cái con bé đó nó có vấn đề nó có người đi theo rồi có người muốn lấy mạng của nó và nó đã thuộc về người đó rồi trên người nó đã được đánh dấu rồi không làm cách nào cứu được nó đâu tin tôi đi tôi biết những cái chuyện này mà tôi biết rất là rõ về những cái chuyện này mà sau đó thì bà trang bà rời đi bà chạy đi hai mẹ con ngỡ ngàng đứng nhìn nhau thôi các bạn tới chiều ngày hôm đó thì có một viên cảnh sát tới tìm ly để nói chuyện và viên cảnh sát này là cảnh sát trường cũng là cái người mà hay đi tới trung tâm nuôi dưỡng để mà chăm sóc mấy đứa trẻ các bạn cảnh sát trường tới tìm ly để hỏi về tình hình của Đan đang bị mất tích mấy ngày rồi không ai tìm ra hết trơn á À, khi mà Hoa đi tới cũng gặp mặt nói chuyện hỏi han vài câu thì được biết rằng á nghe về cảnh sát trường kể lại á là ngày xưa á, cảnh sát trường cũng biết hai đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn mà khi mà bé Nam mất tích á cảnh sát trường cũng có điều tra cảnh sát trường nói là điều tra một khoảng thời gian nhưng mà cũng đâu có bằng chứng gì để mà buộc tội cái bà tám kia đâu mà thành ra hai đứa này hả nó ghét các bạn nó mới ngày nào nó cũng chạy tới nhà của bà nó gõ cửa để mà nó phá nhà bà à, nó đòi hay là trả cái thằng nhóc kia về đi rồi kiểu như là cái lúc mà kể lại cái lúc mà ông cảnh sát trưởng ổng kể lại cho Hoa nghe thì cái ngụ ý của ổng là bởi vì hai cái đứa nhỏ là cái lúc mà Ly và đang còn nhỏ hay chạy tới để cứ gõ cửa rồi đổ thừa bà này á là giết người, bắt cóc thằng Nam, trả thằng Nam về đi, rồi riết cái bà không chịu nổi nữa, thành ra bà mới cắt cổ bà chết là do kiểu như là không có nói quạch tẹt ra nhưng mà mình nghe là mình hiểu cái ý đó là như vậy. Là lỗi là bà chết là do tụi này giống vậy á. Rồi ổng cũng nghĩ là bả ổng cũng nghi là bà tám bắt cóc bởi vì ông cảnh sát trường ổng nói là 99% tất cả những trường hợp bắt cóc những tên tội phạm là người quen biết nạn nhân có quen biết và có giao tình với nạn nhân Và ngày xưa thì bà tám mà cũng có biết mấy đứa nhỏ này hay sao tụi nhỏ cũng hay chạy qua phá kiểu vậy thì nghi là bả nhưng mà sau bà đã tự tử chết mà cũng không có tìm ra xác của thằng nam luôn thành ra vụ án đó hiện tại vẫn còn là một bí ẩn thì sau khi đã nói chuyện và cảnh sát trường cũng đã hỏi han một vài chuyện rồi á thì ổng rời đi Tới tối ngày hôm đó thì bé Ly mới miệt mài tìm ra tất cả những cái thông tin về những cái mụ phù thủy như thế nào. Thì Ly tìm ra được một cái số thông tin. Lúc đó thì Hoa bước vào trong phòng, Ly đã in rất là nhiều giấy tờ ra. Hoa hỏi là con làm gì vậy? Ly mới đem mấy cái giấy tờ đó ra và chỉ cho mẹ mình. Nói là hả con tìm ra cái này nè. Đó là một bà phù thủy có tên là Baba Yaga. Bà ta là ác quỷ, à, là hiện thân của địa ngục. Bà ta trốn địa ngục và mở một cánh cổng đến thế giới của loài người người xưa thường nói bà ta với cái tên là phù thủy độc ác hoặc là uh, mẹ độc ác và bà ta đến thế giới loài người để ăn thịt những người vô tội và đặc biệt là ăn thịt trẻ em uh, bà ta là quỷ tuy nhiên ở thế giới của loài người thì khả năng của bà ta lại rất là hạn hẹp bà có những cái khả năng rất là lớn và bà có thể giết người tuy nhiên cũng có một số quy luật và những cái luật đó giới hạn cái khả năng của bà thành ra bà sẽ bắt và khống chế một người phàm để làm nô lệ cho bà giống như đi bắt mối để ăn thịt đó các bạn thì cái người mà làm nô lệ cho bà Baba Yaga này á, Người đó sẽ có nhiệm vụ bắt cóc và dẫn dụ những con mồi tới để cho bà kẹ đó các bạn Baba Yaga này ăn thịt Thường ở những cái nô lệ của bà Baba Yaga là những người có linh hồn bị nguyền rủa Giống như là họ đã làm những cái việc ác bằng cách nào đó người đó sẽ bị đánh dấu Khi mà người đó bị đánh dấu rồi thì người đó sẽ trở thành nô lệ cho Baba Yaga Và khi đã trở thành nô lệ cho Baba Yaga rồi thì phải làm việc cho mụ ta Tức là À, làm người bắt cóc để mà bắt cóc những cái con mồi cho mụ ta ăn á và khiến cho sức mạnh của mụ ta càng ngày càng mạnh hơn khi mà một người nào đó tiến tới cái căn nhà bị ám đó gõ cửa hai lần thì gõ cửa lần thứ nhất là sẽ đánh thức mụ phù thủy Baba Yaga gõ cửa lần thứ hai là sẽ đánh thức nô lệ của bà ta và nô lệ của bà ta sẽ sử dụng bắt bằng cách này hay cách khác bắt buộc người người nô lệ đó phải dẫn dụ con mồi tới cho bà ta ăn thịt nếu mà không ăn thịt thì chắc chắn là sẽ bị trừng phạt từ bà ta hoặc cái gì đó rất là khủng khiếp và nếu như mà cái người nô lệ đó muốn thoát khỏi ba ba da ga thì người đó thứ nhất á, là phải tự tử chết để giải thoát bản thân mình khỏi cái sự kìm cặp đó khỏi phải làm nô lệ cho ba ba da gà và thứ nhì nếu mà không muốn chết thứ nhì là phải dụ dỗ một người khác thế chỗ cho mình để cho mình có thể giải thoát Có thể là người nô lệ đó phải dụ một cái người nào đó làm một việc cực ác độc Khi mà người đó phạm phải tội ác rồi Thì tự động linh hồn của họ sẽ bị giấy bẩn Và sẽ trở thành một cái người thừa hưởng Một cái người kế thừa, một cái người nô lệ kế tiếp cho ba ba gia Thì đó là một trong hai cách để thoát khỏi sự nô lệ của ba ba gia gà Thì chỉ nhiên trội bà Hoa bà nghe bà nói bà Bà nghe con mình nói một toàn đại hải gì đó không tin được nào hết đó các bạn chắc nghĩ con mình nó bị thần kinh nó bị gì rồi khi này hoa mới nói với ly là thôi thôi dừng lại đủ rồi đủ đủ rồi đừng nói nữa mẹ biết rồi ly nghe thấy mẹ nói vậy cũng biết là ba không tin rồi ly mới nói chứ sao mẹ nói là mẹ muốn giúp con mà rồi hoa mới nói là hả nhưng mà cái sự việc này những mấy cái việc này nó quá là điên rồ đi làm sao mà thế thể nào mà tin được khi đó Ly mới nhìn qua tại vì lúc hai mẹ con đang đứng đối diện nhau nói chuyện á thì ở bên cái bức tường này có treo một cái cái tấm gương á, tấm gương để mà trang trí á các bạn. Thì khi mà nhìn vào trong cái tấm gương đó thì Ly thấy bóng dáng của mụ phù thủy đó hiện lên trong gương. Đó là một cái thực thể kỳ lạ chứ không phải là mang hình dáng của con người thôi nhưng mà không phải con người. Cái đầu y như là nguyên một cái sọ tóc teo lại chỉ có một vài sợi tóc sủa ra thôi cái mình á, thì giống như là một bộ xương được bọc một cái lớp da mỏng dính tay thì dài ngoằn ngoèo đang đứng ở bên trong cái tấm gương đó ly mới sợ quá bỏ chạy vô trong phòng của mình với lại đứng đó thì mẹ mình cũng không tin nữa thì qua sáng ngày hôm sau hai mẹ con không nói chuyện gì với nhau hết sáng sớm á, thì ly cũng có đi xuống dưới cái phòng phòng làm việc của hoa cái chỗ mà làm điêu khắc á, cũng coi đồ đạc như thế nào hoa cũng có tới bắt chuyện nói chuyện với ly À, cũng muốn là dạy cho ly điêu khác để sau này con của mình có thể nối nghiệp của mình đó à, cũng tới vụ kêu là ở con làm này vui lắm nè tới đây nè mày chỉ cho rồi cũng uh, gợi chuyện nói chuyện để hai mẹ bắt chuyện rồi um, làm hòa với nhau á lúc mà nói chuyện á thì hai mẹ con cũng dần mở lòng với nhau hơn và bắt đầu nói những cái chuyện mà hồi mà còn nhỏ lúc mà ly còn ở với hoa ly mới nói là có một lần là tầm khoảng chừng sáu bảy tuổi gì á ly có vẽ lên một cái bức tường À, vẽ hình cái con rùa màu xanh rồi cái bức tường đó là ở trong phòng của hoa mà hoa thì không có la gì ly hết hoa rất là thích cái bức tranh đó hỏi á, thử coi là hoa còn nhớ không á thì hoa nói là à, hoa hoa hay nhớ rồi sau đó thì ly mới nhắc một cái chuyện là có một lần á hoa đã vẽ một cái hình con gấu rất là đáng sợ ở trong cái kẹt cửa để mà hù ly khiến cho ly rất là sợ hãi hỏi là tại sao lại làm vậy hỏi hoa vậy á thì hoa không nhớ ly mới nói là mẹ không nhớ là bởi vì lúc đó mẹ đang phê thuốc đúng không cho nên mày không nhớ gì hết đúng không thì khi này á hoa mới sượng lại hoa mới xin lỗi ly hoa nói là thực ra là cái việc lúc đó là mẹ bị bệnh và mẹ đang cố gắng chữa bệnh và mẹ không có khả năng chăm sóc cho con cho nên mẹ muốn con có một cái nơi nương tựa tốt hơn mẹ mới gửi con đi nhưng mà mẹ muốn con biết là mẹ rất nhiều lần muốn quay trở về đón con để về ở với mẹ nhưng mà mẹ không có điều kiện mẹ không có đủ tiền bây giờ mẹ có đủ điều kiện và mẹ có đủ tiền để nuôi con rồi thì mẹ muốn con có một cái uh, cái chỗ ở tốt nhất và có những cái điều tốt nhất mà mẹ có thể làm cho con thì khi mà nghe như vậy cũng cảm động chứ hoa mới nói với ly là kiểu như là thấy không khí nó hơi ngột ngạt á hoa mới nói là đáng lý là đáng lý ra là mình nên uống một cái gì đó ha thôi để mẹ đi lấy một ít nước ngọt rồi cho hai mẹ con mình cùng uống khi mà hoa rời đi rồi á rồi hoa quay trở lại thì tự nhiên không hiểu sao thấy ly đang đứng sững ở ngay chỗ cái căn phòng đó có hai cái bức tượng rất là to nha các bạn nó to 2 mét cỡ 2 mét á nó lớn lắm ban đầu là hai bức tượng đâu dựng ở, ở hai góc tự nhiên bây giờ bức tượng nó lại được dựng ở chính giữa cái căn phòng đó còn ly thì đứng ở chính giữa hoa mới chạy tới mới lớn tiếng nói với ly là mẹ đã nói với con rồi mấy cái này nó rất là dễ vỡ đừng có di chuyển bất cứ thứ gì rồi mà thì khi này ly mới nhìn hoa và nói là con tưởng là con sẽ được an toàn khi mà ở đây chứ rồi sau đó là ly bỏ chạy đi hoa tưởng á cái người di chuyển hai bức tượng là ly nhưng thực ra là tưởng nó di chuyển và ly biết chứ chứ đâu phải là ly không biết đâu cho nên ly rất là sợ hãi nhưng mà hoa thì không biết qua ngày hôm sau thì có một cái bà đó là cái người bảo hộ cho ly ở bên trung tâm nuôi dưỡng tới để mang đồ tới cho ly bởi vì nghe nói là ly sẽ ở nhà của hoa một khoảng thời gian mang đồ đạc tới để cho ly mang vô trong nhà. thì khi mà ly sách đồ đạc một số đồ đạc thì ly có mang vô trong cái phòng làm việc của mẹ của ly đó là cái chỗ mà cái phòng điêu khắc đó các bạn thì lúc mà mang vô bên mang ra thì không sao hết ở bên ngoài thì hoa cũng dẫn cái bà đó đi vòng vòng coi sau đó thì đi vô trong cái phòng điêu khắc đó lúc này thì ly vẫn ở bên ngoài bưng đồ thôi khi mà hoa chạy vô trong cái phòng điêu khắc á thì thấy đồ ở trong cái phòng đó các bạn vỡ tan tành luôn bị đập nát bét luôn đổ trong hạ mấy cái bức tượng á mà Hoa phải dành cả mấy tháng trời để mà dựng lên á nó đổ hết nó nát hết, nó bị đập tan tành luôn. Có nhiều món cả năm trời mới làm xong á mà công sức công cốc hết trơn, cho nên Hoa rất là giận. Lúc mà Ly bước vô trong nhà hả, Hoa quay qua nhìn Ly mà cặp mắt nó giận tới nỗi mà nổi gân máu luôn á, kêu là hả? Con bị làm sao vậy? nhưng mà lúc đó ly đâu có làm chỗ cái này tức các bạn giống như là nhà ai mà có nuôi chó nuôi mèo á con chó con mèo nó làm bể cái bình bông mà gia đình ba mẹ lại cứ tưởng là mình làm bể cái bình bông á đổ thừa mình thì bây giờ trời không ai làm chứng hết chỉ có mình ở đó thôi con chó mèo giờ nó chạy đi đâu mất tiêu rồi thì ai đâu mà tin mình trời nhảy xuống sông hoàng hà rửa cũng không sạch nữa bây giờ chẳng lẽ ly nói với hoa là cái thế lực đó làm làm sao mà bả tin được thế là ly quay lưng bỏ một mặt lên trên phòng mình đóng cửa lại thôi các bạn không nói không rằng gì hết bởi vì bây giờ có thanh minh thanh nghe gì đi nữa thì hoa cũng đâu có tin đâu Bây giờ tình thế của Ly đang rất là nguy hiểm và cũng khó nói nữa. Những cái chuyện mà Ly trải qua không ai tin mình hết. Mà bây giờ gặp một cái người mẹ mà người mẹ này á đâu có phải là mình ở từ nhỏ tới lớn đâu. Mặc dù là mẹ sinh ra mình và thấy bà cũng thương mình á. Nhưng mà cũng 9 năm xa cách rồi. Bây giờ lại những cái sự việc xảy ra như vậy. Vừa rồi vừa lúc nãy hả khi mà bà quay lại á bà nhìn cái ánh mắt mà bà nhìn Ly á các bạn. Hằng học và kiểu như là giận dữ lắm. Nhưng mà nhưng mà ly cũng hiểu những cái sự việc này xảy ra nếu mà mẹ mình có trách mình không tin mình thì mình cũng hiểu làm sao mà có thể tin được những cái việc quá vô lý như vậy xảy ra nhưng mà hiện tại ly chỉ muốn hy vọng là có người giúp cho mình thôi bây giờ tình hình của ly đang rất là nguy hiểm khi không biết bất cứ khi nào mũ phù thủy kia sẽ xuất hiện và bắt ly đi và ngay cả tình cảm của ly và mẹ của ly cũng đang rơi vào trong bế tắc hai mẹ con đang cố gắng làm lành với nhau mà bây giờ còn bị cái con quỷ cái hiện ra và chơi cái trò ly dáng nữa chứ cái con quỷ gì mà nó thông minh dữ vậy trời và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa liệu tình cảm giữa ly và hoa tình cảm mẹ con của họ có được hàn gắn hay không và liệu cuối cùng hoa có chọn tin tưởng con gái mình để giúp đỡ cho nó hay là sẽ để cho nó tự sinh tự diệt thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo và cũng là tập cuối cùng của đừng gõ cửa hai lần nha và cái tập thứ hai này phải nói là <laughs> có rất là nhiều good twist mà không ngờ tới được và cũng có những cách xử lý quá tuyệt vời ở trong phần 2 nha các bạn. Bởi vì chuyện quá là dài đi, dài lắm cho nên bắp sẽ phải chia mặc dù là kể cùng một ngày đó nhưng mà bắp sẽ phải chia ra làm hai lần để mà edit dần để mà bỏ lên kịp cho các bạn coi nhé. À, và hy vọng là các bạn thích video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nhé.